Xin chào tất cả mọi người. Thì cái việc học tập trực tuyến đang trở nên dần phổ biến, không những ở trên thế giới mà hiện nay ở Việt Nam thì cái việc mà học tập trực tuyến cũng đang rất là phổ biến ở tất cả các trường. Thì hôm nay thì xin phép hướng dẫn mọi người cách thức mà chúng ta có thể đăng nhập và cũng như là chúng ta sẽ khai thác sử dụng một số cái tính năng căn bản trong quá trình chúng ta học tập trực tuyến. Thì để tham gia được một cái lớp học trực tuyến thì đầu tiên chúng ta cần phải được cấp quyền vào cái hệ thống trực tuyến, hệ thống EMS của cái ngôi trường đó. Thì chính vì vậy thì khi mà chúng ta vào học thì chúng ta sẽ liên hệ với bộ phận liên quan, ví dụ chẳng hạn như là phòng đào tạo, giáo viên chủ nhiệm, để chúng ta có thể lấy tài khoản và cũng như được cấp mật khẩu để chúng ta tham gia khóa học trực tuyến đó. Thì để vào một cái lớp học trực tuyến thì chúng ta sẽ sử dụng một cái trình duyệt để vào. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái trình duyệt là Google Chrome và cái hệ thống đào tạo trực tuyến mà mình xin phép hướng dẫn mọi người. Xin phép mọi người hướng dẫn mọi người. Ở đây đó chính là cái nền tảng trực tuyến của trường Cao đẳng nghề An Giang. Thì để vào cái trang web trực tuyến của đào tạo trực tuyến của trường Cao đẳng An Giang thì chúng ta sẽ vào cái trang e-learning e-learning.argvc.edu.vn. Chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Thì thực tế thì tất cả các hệ thống EMS trên nền tảng Moodle của gần như tất cả các trường đều sẽ có giao diện đăng nhập tương tự nhau, Thì đầu tiên chúng ta sẽ ngay nhân vị trí này, chúng ta sẽ nhập tên người dùng vào, đúng không ạ? Thì cái tên tài khoản này là tài khoản mà nhà trường đã cung cấp cho tất cả mọi người. Sau đó chúng ta sẽ nhập mật khẩu. Khi chúng ta nhập mật khẩu vào, chúng ta bấm vào đăng nhập thì ngay lập tức chúng ta sẽ đăng nhập vào cái tài khoản. Đăng nhập vào tài khoản mà đã được cung cấp. Thì ở giao diện của hệ thống EMS này chúng ta thấy rằng là có một số cái nội dung sau. Đầu tiên đó là cái trang chủ nè. Tiếp theo là bản tin, khóa học, phòng thi. Thì giao diện đăng nhập chúng ta sẽ đăng nhập vào phòng thi. Ý xin lỗi là bản tin. Bản tin. Thì chúng ta sẽ có chào mừng ha, ghi danh vào khóa học, các khóa học. Hiện tại mình không có tham gia bất cứ khóa học nào cả. Ở đây. Mọi người thấy không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ chống cái nội dung này, rồi thậm chí là có lịch. Thì lịch này để cho chúng ta xem coi chẳng hạn như là khi nào chúng ta nộp bài hoặc là các hạng nộp bài thì đều sẽ nằm ở trên cái nội dung này cả. Thì để chỉnh ngôn ngữ thì các bạn vào cái bên phải của chúng ta. Vào cái bên phải của chúng ta. Đúng không ạ? Chúng ta click vào cái avatar của chúng ta đúng không ạ? Rồi chúng ta ở đây chúng ta sẽ có ngôn ngữ. Chẳng hạn như khi chúng ta chọn tiếng Anh thì nó sẽ hiển thị tiếng Anh ha. Có và nó sẽ chữ là language. Rồi chúng ta chọn lại là tiếng Việt để chúng ta dễ sử dụng và kể từ thời điểm này thì mình sẽ hướng dẫn trên cái nền tảng tiếng Việt cho tất cả mọi người có thể theo dõi được. Tại vì như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Thì nhà trường sau khi mà mỗi học viên á là sẽ được cung cấp một cái mã được gọi là mã ghi danh vào khóa học. Mã ghi danh vào lớp học, khóa học. Thì chúng ta chọn bản tin và chúng ta cứ nhập đúng cái mã nó vào. Chúng ta cứ nhập đúng cái mã nó vào. Ở đây chúng ta có cái mã mà mình đã được cung cấp. Đó là K49 ha. Nhập vào. Đây. Đó. Chúng ta nhập đúng cái nội dung nó vào. Và chúng ta bấm vào ghi danh. Thì khi chưa bấm vào ghi danh thì ngay lập tức là nó sẽ nhảy vào cái khóa học mà chúng ta mong muốn. Nếu giả sử như chúng ta thấy rằng là chúng ta vô lộn cái khóa thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ xem thêm và chúng ta rút tên ra ra khỏi khóa học, rút tên khỏi khóa học. Thì giao diện người dùng của cái khóa học nó sẽ là như thế này, nó có tất cả các bài mà chúng ta thực hiện trong khóa học của mình đó, được chưa? Rồi rồi, cái nội dung đầu tiên mà các bạn cần quan tâm á, đó chính là cái nội dung thông tin chung đầu tiên của khóa học. Ở đây thì nó sẽ tập trung tất cả các cái thông tin của cái lớp học đó, cái môn học đó, hoặc là cái khóa học đó. Ở đây thì chẳng hạn như ở đây chúng ta có cái mục các thông báo,
chương trình đào tạo. Thì ví dụ chẳng hạn như chương trình đào tạo, khi chúng ta click vào thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây nó sẽ có cái khóa học này, nó có tổng cộng là 8 module, đúng không ạ? Chúng ta có tổng cộng là 8 module và tổng cộng thời gian học của chúng ta là 280 giờ. Thì sau khi chúng ta đọc nội dung này xong thì chúng ta chọn vào đánh dấu đã hoàn thành thì gian vị trí này đó. Thì mọi người lưu ý ở đây thì chúng ta nó sẽ có cái chữ không có màu như thế này, đúng không ạ? Và bên tay trái của chúng ta cái ô màu cam này nó cũng không có màu. Khi chúng ta đánh dấu vào đánh dấu hoàn thành thì nó sẽ chuyển thành màu xanh lá, và bên đây nó cũng chuyển màu. Thì như vậy là nội dung này chúng ta đã xem, và ngay lập tức giáo viên bộ môn của chúng ta biết rằng là chúng ta đã đọc nội dung này. Mọi người lưu ý ạ, tất cả các cái ô màu cam bên đây nha, để hoàn thành được cái chương trình đào tạo này hoặc là môn học này thì tất cả các ô màu cam bên tay trái của chúng ta đều phải được đánh dấu màu xanh giống như thế này. Nếu không thì xem như là chúng ta chưa hoàn thành nội dung, và khi chưa hoàn thành nội dung á mà chúng ta trễ hạn á thì chúng ta có thể là không được cấp chứng chỉ. Chính vì vậy là mọi người lưu ý rằng là tất cả các nội dung chúng ta phải đọc qua để chúng ta nắm bắt được cái thông tin. Thì để nhảy vào cái bài học tiếp theo thì nó có hai cách. Một là bên tay trái của chúng ta, chúng ta có thể click vào ha. Đó, chúng ta click vào thì như vậy chúng ta sẽ nhảy vào cái nội dung thứ hai, chẳng hạn như các quyết định thông tin. Ở đây thì nó sẽ có các quyết định thông tin để mọi người có thể là sao đọc được. Và tương tự vậy thì khi chúng ta đọc xong thì chúng ta sẽ đánh dấu hoàn thành. Cách thứ hai để chuyển qua cái bài tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ Next Active. Đó, mọi người thấy không ạ? Chữ Next Active này thì nó sẽ nhảy qua cái nội dung tiếp theo mà chúng ta học, hoặc là chúng ta muốn trở về nội dung trước đó thì chúng ta bấm vào chữ Revise này. Đó, thì nó sẽ nhảy vào cái nội dung chương trình đào tạo này này. Đó, mọi người thấy không ạ? Rồi, chúng ta cứ bấm này, và chúng ta ví dụ chẳng hạn như chúng ta đánh dấu hoàn thành, nghĩa là chúng ta đã đọc cái nội dung đó rồi. Ở đây thì có quyết định thông tin, do là nhóm của mình là cái nhóm thử nghiệm nên là các quyết định thông tin cái chương trình đào tạo thì nó sẽ không có ở đây. Rồi, để tham gia cái khóa học thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái giao diện chính nha. Ở đây chúng ta sẽ bấm ngay chẳng cái đường link trên cùng này. Chúng ta thấy là nó sẽ nhảy lên cái giao diện chính của chúng ta. Và cái nội dung thông tin chung thì chúng ta thấy rằng là nó đã hiển thị hoàn thành rồi. Đối với một cái môn học, một cái bài giảng trong đây, ví dụ ở hạng ở đây chúng ta có cái mô đun thứ hai thì chúng ta có 4 phần. Đầu tiên là chương trình của cái mô đun này, thứ hai là thông tin của mô đun này, thứ ba là bài giảng của mô đun này, và cuối cùng là câu hỏi thảo luận của mô đun này. Thì để hoàn thành cái mô đun thứ hai này thì chúng ta phải hoàn thành được 4 nội dung này. Đầu tiên chúng ta dẫn vào xem chương trình. Chương trình đào tạo thì căn bản thì nó sẽ có 5 bài đó, ví dụ vậy. Và chúng ta sẽ có học môn này 40 giờ. Sau khi chúng ta đọc xong các nội dung và không có thắc mắc gì, chúng ta bấm vào đánh dấu hoàn thành. Đó, thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành nội dung. Chúng ta bấm Next để chúng ta nhảy qua nội dung thứ hai. Ở nội dung thứ hai này chúng ta sẽ có hai cái thông tin. Thông tin đầu tiên là link học trực tuyến, tức là cái link mà chúng ta sẽ học trên Google Meet nha. Chúng ta lưu ý nha, là link để chúng ta học Google Meet. Ví dụ chúng ta click vào đây, link học trực tuyến. Ở đây chúng ta sẽ có vào lớp học, đúng không ạ? Rồi chúng ta click vào lớp học thì chúng ta sẽ được chuyển qua một cái link Google Meet như thế này, và chúng ta có thể kết nối vào lớp học. Giống như trước giờ quý mọi người á, các bạn á là học trên đây như thế nào thì chúng ta sẽ vào y chang như vậy. Ví dụ ở đây chúng ta cũng tham gia vào lớp học như thế này. Đó, mọi người thấy không ạ? Đó, và chúng ta cũng sẽ thoát ra, đúng không ạ? Thoát ra. Ok, đó, thì giống như cái lớp học bình thường. Thì cái link này dùng để chúng ta học trực tuyến, tức là gặp trực tiếp giáo viên ha, gặp trực tiếp giáo viên để giáo viên có thể giảng bài cho chúng ta. Đó, ở trên đây. Đó là cái nội dung thứ đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý đối với cái thông tin thứ hai này. Trong cái thông tin thứ hai này nó còn một cái thông tin nữa là các slide bài giảng, slide bài giảng mà giáo viên đã gửi. Đó, thì chúng ta click vào thì ở đây chúng ta sẽ có tải các tài liệu ở đây. Đó, tải các tài liệu ở đây thì mọi người có thể click vào để tải các tài liệu. Click vào để tải các tài liệu, mọi người lưu ý ạ. Đó, thì chúng ta sẽ
vào cái nội dung đó. Được chưa? Rồi chúng ta quay lại. Thì như vậy chúng ta đã đọc các nội dung này, thì chúng ta lưu ý á, thì cái diễn đàn này thì chúng ta đọc xong thì chúng ta cũng phải đánh dấu hoàn thành đăng cái để cho nó hiển thị nút xanh bên đây ha. Và giáo viên chúng ta bấm vào nét để chúng ta nhảy qua cái phần bài giảng. Bài giảng ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ trên một cái Google Slide. Google Slide thì chúng ta cứ bấm vào cái mũi tên nét để chúng ta đọc các cái nội dung ở đây. Đó, mọi người thấy không ạ? Chúng ta cứ bấm nét một cái hoặc là chúng ta click vào đây, click vào cái màn hình thì nó cũng sẽ chạy thôi, chúng ta không cần bấm nét nữa đâu. Nó sẽ lạnh tới giống như cái slide của chúng ta trình chiếu vậy. Thì mọi người cứ bấm nét nét tới thì nó sẽ tới và chúng ta sẽ đọc nội dung ở đây. Thì sau khi chúng ta đọc nội dung xong thì chúng ta cũng bấm vào đánh dấu hoàn thành. Mọi người lưu ý giúp là cái việc mà cho phép đánh dấu hoàn thành hay không á là do giáo viên, và đôi khi có những yêu cầu bắt buộc, ví dụ chẳng hạn như bắt buộc chúng ta phải đọc hết cái nội dung này thì mới được xem là hoàn thành, thì nó tự động nó đánh dấu hoàn thành luôn, hoặc là chúng ta phải nộp bài tập hay là chúng ta làm các cái động tác gì đó. Còn nếu chúng ta thấy cái chữ mà đánh dấu hoàn thành như thế này, có nghĩa là giáo viên cho phép chúng ta tự giác là sau khi đọc xong thì chúng ta sẽ đánh dấu. Còn nếu mà không có hiển thị chữ đánh dấu hoàn thành này, có nghĩa là chúng ta phải thực hiện một số cái động tác thì chúng ta mới xem là hoàn thành cái nội dung đó được. Ở đây chúng ta đã xem hết nội dung rồi, chúng ta hiểu hết rồi thì chúng ta sẽ bấm vào đánh dấu hoàn thành và chúng ta bấm next qua nội dung tiếp theo. Nội dung thứ tư của module thứ hai này là chúng ta phải sao? Chúng ta phải làm bài tập, đúng không ạ? Chúng ta phải làm bài tập. Thì để làm bài tập thì đầu tiên mọi người sẽ bấm vào thêm bài nộp nha, chúng ta sẽ bấm vào thêm bài nộp. Thêm bài nộp này thì giáo viên chúng ta có là sao, cho chúng ta tổng cộng 6 câu hỏi để chúng ta thực hiện. Đó, ở đây không hỏi, ở đây chúng ta có văn bản trực tuyến, nghĩa là chúng ta sẽ gõ trực tiếp nội dung vào đây luôn để cho giáo viên có thể là chấm bài trực tiếp trên đây. Ví dụ chẳng hạn tôi muốn trả lời câu 1, đúng không ạ? Rồi chúng ta đánh vào đây đó, và chúng ta sẽ gõ trực tiếp vào đây. Ví dụ đó, vấn đề chung là theo mà mọi người thấy không ạ, nó đánh giống như cái file Word của chúng ta vậy, chứ không có gì cả. Ở đây chúng ta chẳng hạn như muốn đậm nhạc hay gì đó chúng ta trình bày thì chúng ta cứ cứ bấm trực tiếp đây, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta cứ gõ trực tiếp cái nội dung đó bên file Word, sau đó chúng ta copy paste qua cũng được luôn nha mọi người, lưu ý nha. Tức là chúng ta có thể gõ tất cả các nội dung câu hỏi này, chúng ta copy 6 câu hỏi này, copy 6 câu hỏi này chúng ta qua cái file Word của chúng ta và chúng ta làm bài trên đó, sau đó chúng ta sao, chúng ta sẽ copy paste vào đây thì nó vẫn copy qua được ha, cũng copy qua được. Rồi sau đó chúng ta bấm lưu thay đổi. Thì sau khi mà mọi người bấm lưu thay đổi xong thì mọi người thấy rằng là nó tự động đánh dấu hoàn thành cho chúng ta, đúng không ạ? Và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy là cái nội dung mà chúng ta đã trả lời, nội dung của chúng ta trả lời đó, mọi người thấy không ạ? Và mọi người lưu ý á, ở đây chúng ta có trạng thái là chưa chấm điểm, có nghĩa là bài này giáo viên chưa chấm điểm, chỉ mới có nộp thôi. Và chúng ta có thể sửa bài nếu có cái nút sửa bài làm, và chúng ta muốn xóa cái bài nộp này đi thì chúng ta sẽ bấm vào loại bỏ bài nộp. Thì như vậy là chúng ta sẽ loại bỏ bài nộp. Thì trên đây thì chúng ta vừa tham khảo cái nội dung và cách thức mà chúng ta hoàn thành một cái bài tập trong đây như thế nào. Thì hy vọng là các hướng dẫn cơ bản của mình sẽ giúp cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận các cái thông tin trên hệ thống MS. Thì hẹn gặp mọi người vào một cái bài giảng sau, mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn một số cái tính năng nâng cao của cái hệ thống MS, giúp cho chúng ta quá trình học tập chúng ta một cách dễ dàng và thuận lợi. Hẹn mọi người ở nội dung sau. Xin trân trọng kính chào.